Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục clip ở trong chuỗi bài giảng lập trình Mitsubishi căn bản. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về timer. Thì để tiện lời mình đã chụp hình một số cái màn hình trong cuốn manual của Mitsubishi. Thì timer thì tùy thuộc vào mỗi con PLC, mỗi dòng thì nó sẽ có số lượng timer khác nhau. Ví dụ chúng ta tìm hiểu con FX1S thì nó có tổng cộng là các bạn thấy ha, 64 từ T0 đến T63, và nó sẽ phân ra làm 3 loại: 100 mili giây, 10 mili giây và 1 giây. Chúng ta có 1000 mili giây sẽ bằng 1 giây, sẽ bằng 1 giây. Đây là cái quỹ. Thì nó sẽ phân ra làm 3 loại. Loại 100 mili giây đã sẽ từ T0 đến C62, và loại 10 mili giây sẽ từ T32 đến T62. Và đặc biệt là chúng ta phải cấu hình nó khi cái thằng M8028 này on, thì từ T32 đến T62 nó sẽ chuyển qua là 10 mili giây, còn bình thường thì nó là 100 mili giây. Và có một con là T63 thì nó luôn luôn là 1 mili giây. Cái con này thì chúng ta có thể dùng để mà làm các cái đèn alarm. Nó có để cái khoảng ha, ví dụ 100 mili giây thì từ khoảng là từ 0 đến 3276.7 giây, có 63 điểm. Tương tự như vậy, từ 10 mili giây thì từ 0 đến 327.67 giây, và cái con là 1 mili giây thì từ 0.001 đến 32.767 giây. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách tính, cách mà cú pháp để mà lập trình, thì chúng ta sẽ là có là txt dấu cách ee, trong đó xx là số thứ tự của timer và ee là thời gian. Cái thời gian này này, thời gian sẽ bằng cái độ phân giải timer nhân cho số thứ tự mà chúng ta đây. Ví dụ ha, cái độ phân giải của chúng ta là 100 mili giây, thì chúng ta lấy 100 nhân cho cái số mà chúng ta nhập ee này. Ví dụ chúng ta nhập là 100 thì nó sẽ bằng 100 nhân 100 và bằng 10.000 mili giây. 10.000 mili giây các bạn lấy 10.000, lấy 10.000 này chia cho 1.000 thì ra là 10 giây. Để ví dụ thì chúng ta sẽ tiến hành lập trình trên chương trình GX ruột 2. Ok, chúng ta sẽ lập trình. Mình tạo mới một model set, mình chọn từ mình, ví dụ mình chọn lại ha, mình chọn cái dòng FX. FX đây chúng ta kéo xuống chọn FX1S. Ok, no. Rồi chúng ta sẽ lần lượt lấy những cái con Tamara LD. Ví dụ M0, chúng ta lấy cái thằng chúng ta sẽ thấy là T1 dấu cách ha. T1 này. TXX mình nhập là 1, là số thứ tự là 1, và K mình nhập K hoặc là D cũng được nha, K100. Ok. Rồi ví dụ mình sẽ lấy cái con thứ hai ha. Con thứ hai thì mình lấy trong khoảng từ 32 tới 62 thì mình lấy con 33 chẳng hạn. À, 100 luôn để chúng ta so sánh. À, xin lỗi, ao chứ. Đây chúng ta quên bỏ đây vào M1. Rồi, thứ ba là chúng ta chọn M2 chẳng hạn, chúng ta cho là T M2. Ao ra cái thằng là T63. Chọn luôn. Ok, chúng ta nhấn F4. Thì để mô phỏng chúng ta nhấn vô đây mô phỏng. Ok.
các bạn vào cái phần modify value ha. Ví dụ mình cho cái thằng m0 lên ha, mức m0 mình cho nó on thì nó đang đếm 10 giây ha. Nó sẽ đếm 10 giây. Rồi, tiếp theo mình cho thằng M1 thì M1 bình thường chúng ta chưa kéo cái lệnh M8028 thì nó vẫn là đếm là với cái độ phân giải là 100 mili giây. Rồi mình cho thằng M2. Đó, các bạn thấy nó rất là nhanh. Chỉ trong vòng lấy 100, các bạn lấy 100 phải không? Mà nhân cho 1 mili giây. Nhân 1 và chia cho 1000 thì nó là 0,1 giây nên nó là rất là nhanh. À, mình ướp nó mình cho nó lại ha. Đó, 0,1 giây. Là 1 phần 10 của giây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái thằng M8028 vào để mà xem nó có là độ phân giải là 10 mili giây không. Các bạn nhấn F2 để mà tiếp tục viết chương trình. Ok. Ở đây mình ví dụ mình cho cái thằng M3. Rồi mình out ra mình cho M8028. Ok. Các bạn nhấn F4 rồi. Chúng ta tiến hành mô phỏng. Okay. Rồi mình sẽ cho thằng đầu tiên mình cho thằng M1 này này on lên. Các bạn thấy cái thằng này chưa on thì nó vẫn là độ phân giải M1. À, ok. Chúng ta cho M3. Ok. Ok, M1. Ok. Bạn thấy khi mà thằng M8028 chưa on thì nó vẫn là độ phân giải 100 mili giây. Sau đó mình up. Mình cho thằng M3 này lên để kích hoạt cái thằng M8028. Đó, kích hoạt nó lên. Sau đó mình trở lại cho thằng M1 on. Các bạn thấy nó nhanh hơn phải không? Đúng không? Thì có nghĩa là cái thằng từ T32 đến T62 nó sẽ là 10 mili giây khi cái thằng M8028 này được kích hoạt. Và bình thường nếu chưa kích hoạt thì nó vẫn là 100 mili giây. Các bạn có thể đọc ở đây ha. Clip này chỉ hướng dẫn sơ hội, ở những clip tiếp theo chúng ta sẽ thực tập vào các bài tập cụ thể. Chúc các bạn học tốt.